tôi thích hội đồng công ty cổ phần của Hồng. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất của Vĩnh Phúc, nhưng mà tôi lại theo anh Lý Cụ Hồ về đất Cẩm Phả để làm doanh nghiệp. Thì nếu mà nói đến giờ phút này là đối với tôi là 30 năm trong cuộc đời chỉ đam mê để mà làm những cái điều mà không ai làm được, thì tôi lao vào tôi làm. Tôi làm có nghĩa là ngoảnh lại thì đã hết cả một đời tuổi trẻ rồi. Ngoảnh lại thì nhìn thấy 6 đứa cháu vừa nội vừa ngoại. Thế thì tôi muốn nói một vấn đề rất quan trọng đối với tôi, là niềm đam mê của tôi là muốn biến cái khu vực xình lầy của bãi biển Vịnh Bãi Tử Long của thành phố Cẩm Phả, mà nay là được thế giới công nhận là một trong 7 cảnh quan đẹp nhất thế giới, mà tôi chìm đắm trong cái thủ tục hành chính. Không có thủ tục hành chính thì không thể làm được điều gì cả. Thế thì đến ngày hôm nay tôi vô cùng cảm ơn là cái chủ trương của Đảng, của Chính phủ, và nhất là đặc biệt ở ban tỉnh Quảng Ninh và